Hay chào mừng các bạn đam mê bóng đá, chúng ta lại gặp lại nhau. Nay đội Đam FC đụng với đội áo xanh quần đen, áo xanh quần đen. Đây cũng là một trong những đội được chủ sân đánh giá là khá mạnh. Đội Đam FC đang đụng với hai đội đang so kè nhau. Đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Thằng giới của Tùng cú sút sẽ gió của đội bạn, rất tiếc bóng không đi chính xác vào cầu môn. Thì bóng khá dài của Thanh Vô Thần, mất bóng rồi. Với những cái đường bóng đi dài như vậy thì rất khó xử lý bóng để đưa vào trong cho đội nhà. Hoàng Minh thực hiện quả đá biên về cho Thi Điểu. Truyền công, truyền rất thoáng cho Văn Bình. Và Luca sút không qua. Vô Thanh và Luca sẽ thực hiện quả đá phạt góc này, kéo vào rất vừa tầm cho, không phải vừa tầm, hơi với các bạn. Một bóng rồi, trải về chân Phi Điểu. Thường Phi Điểu sẽ sút luôn những cái này, phối hợp cho nhìn nhìn cho anh Đoa. Cường công có thể sút chăng, rất đẹp, một rửa quả, quả sữa, quả chuối rất tuyệt vời của Cường công. Khoảng thời gian dẫn bóng, hôm nay Cường Công đã trở lại và cảm giác bóng anh đã trở lại, xử lý rất đẹp. Anh đã ghi hai bàn trong 5 phút. Bạn cũng đập nhã khá là tốt các bạn. Phi Điểu đã cản phá được cơ cứu gì rồi. Và Luca chuyền, Cường Công chuyền thoáng cho Hoàng Trung. Cũng không thể không chế tốt cái gì rồi. Và Luca không thể tiếp ứng lên phía trên. KBC được hưởng quả đá phạt góc. Đá Thanh, Đá Thanh, lên Đá Thanh. Ủa? Điên hả? Các bạn được hưởng quả đó ném biên. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình là Akikon Cách TV. Cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh và like cho mình. Mình sẽ cố gắng quay những video ít liên tục nhất. Để cho các bạn những video thực tế với những quả bóng đẹp của các cầu thủ giữa hai đội đang diễn ra trên sân cỏ nhân tạo 7 người. Và có thể tung cú sút xa đây. Tung cú sút rất tốt. Các bạn đã cố gắng được tỷ số. Bóng trở về vạch xuất phát. Được rồi. Cường Công
rồi mình thực hiện cái quả sút thẳng về cầu môn, nhưng đội bạn là kịp chơi chắn cũng trở về đội áo xanh. Thương tay đội bạn, cả về sân Thanh Đô ha, phù hợp với Hoàng Minh. Những cái đường chỉ đó rất khó tới chân của Cường Công. Rất nguy hiểm giờ trái bóng vừa rồi. Nhớ đồ bạn phản đối đúng cho bóng đó có thể là sẽ mở tỷ số cho trận đấu nữa. Một chạm của đồ bạn không chính xác. Đẩy lên, đẩy lên một người, đẩy lên Thanh. Quan, Quan phản cách để lại bóng. Rất khó mấy trái đó phối hợp với đồng đội Thanh Đô Ha. Trở về chân Phi Điểu. Trung không thể khống chế tốt trái bóng vừa rồi, rồi một đường chuyền rất thông minh của Cường Công. Trả bóng về. Sút xa của đối thủ hướng vào cho người của Phi Điểu. Đang thực hiện quả ném biên. Sai lỗi ném biên rồi các bạn. Đúng. Đánh trở về ném biên cho anh FC. Chuyền rất thoáng cho và Luca sút thẳng. Bóng đi rất sấy và căng, thủ môn phải đấm bóng ra ngoài. Luca tiếp tục cho thực hiện quả phạt góc bên cánh phải. Chuyền chính xác vào Minh ơi, nguy hiểm lắm. Chờ mất mấy trái bóng đó nguy hiểm lắm rồi. Hai người đi đẻo mạch cho Cường kìa, Cường Công vô kìa, Cường thép vô thay đẻo kìa. Bên kia đủ 7 người xong đá, 7 người ông tài. Ở chứ bên đây đâu có chịu đá 6 người đó rồi. Đội hình 6 người đã FC sử dụng.
Được phá rất hay cho Cường Công. Trong thực hiện hiện cú đã nói bóng rất tốt. Rất tốt, giờ chắn rất tốt. Cường Thép đang khởi động, anh ta rất lạnh ở ngoài đường biên, đường biết. Lên tốt đó cho bà Luca, nhìn cho Phi Điểu sút, Điểu sút thẳng và sút rất căng cơ, một qua đó thủ môn khép góc kịp thời. Rồi như Phi Điểu trả lại cho Hoàng Trung, và tung một cú sút nữa. Giờ những cú sút tại góc hẹp lại khó vào trung thành các bạn. Tiếp tục phối hợp với Phi Điểu này, anh phối hợp lại với Hoàng Trung, hai đá dẫn thẳng vào. Rồi Duy Sinh còn có Cường Công phối hợp rất tốt với Hoàng Luca, sút thẳng. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-2 ghi về cho cả hai đội, rồi đâm đâm FC và đội áo xanh. Được cầu thủ sân đánh giá là một trong những đội khá mạnh, thì hai đội đang đã nghe so kèn nhau từng tỷ số 1. Anh FC với lớp của Cường Công kênh góc phải màn hình các bạn. Nếu mọi người theo dõi được những cái xem những cái video mới nhất của mình thì nhấn vào cái chuông báo. Đó, có cái chuông báo hình rung lắc các bạn. Nhấn vào đó thì các video mình đưa lên thì các bạn đều được xem các video mới nhất. Và hình đang ép trên đi vừa đủ đội hình. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn các video sau.